giờ bà thức đã đi đón mình mới được.
quên mất giờ đón con nên thầy xin lỗi nhé. May mà con cô Vi đón con nè, đi vô đây. Mình ơi, bỏ rập ra con. Cô Vi đi lên trường đón anh vui không con? Ai mua bánh này con? Ai mua bánh này? Cô Vi mua. Cô Vi mua sẵn rồi hả? Cô Vi lấy tiền ra mua à? Tiền tiết kiệm của cô Vi á. Bữa mình chào cô Vi á. Cho anh Bình bóc ra cho hai anh em cùng ăn, mẹ đi lấy sữa cho nhá. Nào, Vi ngồi đây. Đi giống anh Bình vui không? Nào, ngồi đây bên Bình nè. Mẹ lấy sữa cho hai anh em nha. Bóc được không? Với mẹ bóc ra ở được đó. Rồi con lấy cho em với. Ôi, nó rớt rồi. Anh Bình không cẩn thận gì hết. Tôi gãy luôn rồi. Rồi, đưa cho em. Rồi, con ăn một bên rồi, em ăn một bên. Rồi, đúng rồi. Ba. Cho mẹ ăn cái này, cho cái này rất rất rồi. Bỏ nó vào rồi con. Mẹ lấy sữa cho hai em uống nha. Hai em mới học về mệt không? Mẹ lấy sữa cho. Đây, mẹ lấy sữa cho hai chị em nè, anh em nè. Xin lỗi vì là quên đón Bình nha. Mẹ có may mà cô Vi đón Bình á. Bây giờ đây mẹ bóp cho. Ôi trời ơi, thấy sữa kìa. Sữa là món mà cô Vi thích nhất nên là cô Vi rất là hào hứng mỗi khi thấy sữa. Dạ. Anh học về, anh Bình học về chắc là đau bụng rồi đúng không? Yeah. Cũng tặng ít sữa đi rồi tí nữa ăn cơm nha. Đây, rồi, cô Vi ngồi đây uống với anh Bình nè. Cô Vi. Sao con đi đi mà không nói mẹ Vi, mẹ chở đi luôn. Con gọi mẹ dậy chứ. Mẹ ngủ quên mất, tại mẹ mệt á. Cô Vi mang ba lô đi học mình xin nha. Vài bữa anh Bình làm thầy giáo dạy học cho cô Vi nhé. Được không? Nên á, đón anh Bình đi học về khác nước à. Bác qua cho Vi ăn nha. Thôi, đứa mẹ để cái này xuống nào. À, Bi ăn đi. Đúng rồi, Bi xúc bằng tay phải, đúng rồi á. Đây này, Bi bỏ vào đây. Bỏ vào đây, đây này. Đây, bỏ vào đây, đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Bi ăn ngon nha. Ăn ngon đi, mẹ đi rửa bát rồi nha. Ok. Yum. Yummy.
kéo cái này ra nè. Có nhét không? Con đi học vui nha. Nè. Con tự đi hay mẹ đưa? Con tự đi. Con tự đi nha. Rồi, ok. Rồi, con mang cặp lên đi. Chúng ta mẹ đi học. Chúng ta mẹ đi học. Thank you.
mang giày ba lô làm chi á? Muốn đi đón anh Bình à? Hôm nay anh Bình đi học về với bạn, không phải lo đón đâu, mẹ cũng đâu có đón Bình đâu. Nhá, đi vô nhà nha. Nhá. Anh Bình hôm nay anh Bình đi về với bạn rồi, không còn phải đón nha. Đi đi vô nhà với mẹ nè. Ngồi đây chơi nè. Con mở ba lô ra. Có gì trong này đâu? Đâu có gì trong này đâu. Rồi bây giờ mình để ba lô đây cho Bình nha. Mình đi nấu cơm nha. Hôm nay mình có canh rau nè, ngon lắm, canh rau với gừng này, ăn cho ấm bụng nha. Ngồi đây chơi, anh Bình về giờ á nha, không phải lo đón anh đâu. Con ngồi yên đây nha. Thank you.
Nhưng mà bây giờ hết trứng gà rồi, giờ chắc là mình phải đi mua trứng gà. Thank you.
của anh rồi, anh mua đường cà rồi để mua anh qua đi thêm một vi. Anh nhập cô vi luôn rồi. Con Vi thấy hồi tay con làm ngon quá, con Vi mới lấy ăn á. Tại con làm ngon quá mà. Đi nâng lên. Quả dưa lưới.
ngồi đây ăn xong rồi Bình để ý em hai em nhé. Thì mẹ đi nghỉ ngơi nhé. Cái này giống như hấu. Cái này giống như hấu. Bây giờ đi con. Ngon không ngon? Ngon không Bình? Ngọt đúng không? Ủa sao cinnamon lại vứt ra này? Ngon. Ngon ăn đi. Ngon không thích à? Cinnamon không thích á. Cô Vi ăn hết lên, mẹ cho Vi nè. Nè, mang ăn cái này nó ngọt này, mang nè. Ngon không Bình? Ừ. Ăn nhanh lên, ngon thì ăn nhanh lên. Ăn xong rồi trông em cho mẹ. Mẹ vô mẹ nằm tí ra mẹ đau đầu quá. Rồi, xong hết rồi. Rồi bây giờ ông Bình ở lại trong em nhé, cho mẹ đi dọn dẹp rồi mẹ nghỉ hơi tới nhé. Bây giờ đây ở lại trong với Mon với anh Bình nha. Không được tung tung nha. Cô bé ngon để làm cho cô bé ngon. Hãy lấy em lại ngon mình bán. Ngon để em cho cái ngon cô bé. Để em cho cái ngon, không cho cái này. Cô bé ngon nhiệt quá, anh không chơi được cái này. Thank you.
Đi xuống vườn cây chơi, con đã tìm xuống vườn cây chưa? Chưa. Con nói đây là để mẹ đi xuống mẹ ẵm em về. Nhưng mà con biết lỗi của con chưa? Lỗi của con là lỗi gì, con nói mẹ nghe nào. Mãi chơi điện thoại bên trong em, như thế là hư. Nhiều khi em không lỡ em không phải ở dưới vườn cây hay là ở đâu thì ai bắt cóc em thì là phải làm sao, đúng không? Tí nữa mẹ ẵm em về rồi mẹ xin lỗi em nha. Bây giờ mình đi xuống vườn cây mẹ tìm em nha. Bình trong hai đứa mà bây giờ là hai đứa là đi chờ cây thế này để rớt quần thế này này. Thấy không? Nào đi về nào. Đi về nhé, sắp mưa rồi. Hy vọng là mẹ sẽ tìm được con đi với mong. Mẹ tìm được hai em rồi đây này. Trời ơi, con thấy không? Con chỉ có lơ là chơi một tí xíu thôi mà một đứa thì á, một em thì bị tụt quần, một em á thì coi em ré bé của em nó đắp tung hết rồi nè. Mau ngồi đây con. Rồi con nè. Mau ngồi đây. Thấy con có lỗi chưa? Con làm sao con có rút kinh nghiệm không? Hả? Làm sao không được tập trung vô đi coi điện thoại nhiều nữa nghe chưa? Mẹ phải cấm con coi điện thoại nghe chưa? Thôi được rồi, bây giờ để mẹ đi tắm với hai em đã. Tí nữa là phải chơi với hai em cho thật vui nghe chưa? Xin lỗi em đi. Rồi, để mẹ đi tắm với em.
gia đình ngoại, mẹ và cháu cùng nhau kết hợp làm shop giải đáp thắc mắc cho mọi người. Đây là pate hay là chả nguội? Thì thật ra hai cái tên đều là một đó mọi người, nhưng mà tùy từng địa phương thì sẽ có tên gọi khác nhau thôi à. Chỗ của Huyền thì nào giờ gọi này là trái pate á. Nguyên liệu chính của cái món này là thịt đùi và da heo. Thịt là mình sẽ dùng thịt hoàn toàn tươi nha. Mình lọc hết cái phần gân và mỡ thừa trên thịt luôn á, chỉ để lại thịt thôi. Từng miếng thịt và từng miếng da đều là mấy dì với mấy bà của nhà Huyền sắc bằng tay hết đó nha. Qua 7x7 49 lượt chế biến á. Còn phải khi một gia đình ngoại, mẹ và cháu cùng nhau kết hợp làm ra món pate miền Tây để gửi đến cho khách hàng sẽ như thế nào? Pate nhà Huyền thì làm mẹ đẹp không mà. Đặt cái nó nhẹ rồi đó. Nó hương quá. Dạ không. Bà tí đây cho đẹp 20 ký. Bà có mua không? Không. Chưa đọc. Tí đây xin. Thank you.
rồi. Bữa món cho món hóa trang của anh rồi. Mất công anh để cả buổi sáng là anh mất đền món đấy. Thứ cho món đầu món phá để phá tranh mà anh vẽ từ sáng đến giờ. Bao nhiêu chuyện à? Bên mình thế nào? Xem anh Bình được mà phá bức tranh của anh Bình như thế nào nè. Ôi anh Bình vẽ bức tranh đẹp thế. Ôi Mon phá bức tranh, rách bức tranh của anh Bình rồi. Chết mất thôi Mon ơi. Cô Vi này, cô Vi xem Mon phá bức tranh của anh Bình này. Anh Bình vẽ một bức tranh như đẹp như thế này mà con lại phá của anh Bình hả Mon? Hả? Thôi không nghịch nữa. Con đã biết lỗi chưa? Mon. Cô Vi an ủi anh Bình nữa con. Ừ. Bây giờ được rồi. Bây giờ em lỡ phá rồi thì tha lỗi cho em nhé. Đây, bây giờ con cầm cái mẫu của bức tranh này vô con vẽ này nha. Đấy Mon ơi, bữa nào anh Bình khóc rồi, anh Bình thương con mà con làm như thế anh Bình buồn con rồi đấy. Giận con rồi đấy. Bây giờ con ở đây chơi với chị Cô Vi cho mẹ đi nấu cơm. Không có được nghịch nữa nhé. Bây giờ cô Vi sẽ phụ mẹ chăm em nhé, không được em nghịch anh Bình nữa nhé. Chưa? Rồi ok, tí nữa mẹ gọt trái cây ăn. Nào ngồi đây, hai chị em ngồi đây. Hai chị em ngồi đây. Đấy, ngồi với nhau xem TV gì cũng được nha.
cái nữa thôi. Ngon mà, ngon cô. Sao cô Vi đi đó anh Bình nha. Này mẹ cho cô Vi nè. Hai đứa ăn xong rồi cảm ơn anh Bình chưa? Anh Bình đã dành tiền tiết kiệm mua quà cho hai đứa đó. Ngon không cô Vi? Ngon không ăn? Mẹ nghĩ chắc là cô Vi ở nhà đợi con nóng lòng lắm á. Tại vì khi sáng con đi con hứa đúng không? À. Mẹ con ăn đi. Nhìn con Vi với món ăn ngon thế, con có vui không?